Chào mừng cô bác chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xiềng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu về lại cái dòng chuyên vít của thương hiệu DeWatt của anh chị. Đây là một thương hiệu của Mỹ, sản xuất cũng rất là nhiều dòng, nhưng cái dòng này thì sản xuất tại Trung Quốc thôi cô anh chị, nhưng mà làm việc rất là ok. Về phần thân máy của anh chị thấy làm này rất là hiệu quả luôn nha. Động cơ là brushless không chổi than luôn, thân máy thì rất là gòn luôn. Đây mình có thể sử dụng để bắn vít hoặc bắn tôn, làm những cái công việc mà cần nhiều về vít. Nhưng mà ở cái dòng này nó có thể mở được bu lông hoặc chuyển sang đầu khoan, có thể sử dụng được như chuyển sang đầu bắn bu lông này các bạn chị. Đây mình chuyển sang một cái đầu chuyển như vậy, sau đó gắn bu lông vào và bắn. Nó cũng có búa và đập rất là khỏe luôn đó, rất là ok. Rồi cùng mình cũng có thể dùng để chuyển sang đầu khoan hay đầu mang răng này các bạn chị. Đây mình có thể khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ đều được hết nha. Đây nó qua một cái đầu chuyển như vậy. Đặc biệt ở cái dòng này nó là chuyên vít, cho nên là các bạn chị sử dụng, nếu mà so với cái dòng dùng khoan để mở vít hay là dùng bu lông để mở vít, thì cái dòng này là nó là chuyên vít, cho nên là sử dụng rất là tuyệt vời luôn các bạn chị. Đây nó làm phần thân rất là ngắn và mũi vít khi kẹp vào đây nó sẽ không xúc ra nhé. Anh em làm việc ở trên mái tôn, trên cao thì sẽ không sợ bị rớt vít hoặc là rớt những cái đầu trong đây ra, không sợ bị rơi rớt nhé. Mình làm việc rất là hiệu quả luôn, nhanh hơn và cầm thì gọn nhẹ hơn này của anh chị. Nhưng mà ở lực siết của con này nó rất là mạnh nha, vì pin nó là 20V, thương hiệu của Mỹ của anh chị, nên sử dụng rất là ok. Máy thì đi kèm là hai pin, một sạc và một cái hộp như vậy nha. Đây như các bác chị thấy ở đây không sợ bị rơi rớt nhá. Mình làm việc rất là hiệu quả luôn, nhanh hơn và cầm thì gọn nhẹ hơn này các bác chị. Nhưng mà ở lực siết của con này nó rất là mạnh nha, vì pin nó là 20V, thương hiệu của Mỹ các bác chị, nên sử dụng rất là ok. Máy thì đi kèm là hai pin, một sạc và một cái hộp như vậy nha. Đây như các bác chị thấy ở đây. Rồi những cái dòng này thì ở Minh Châu là bảo hành 6 tháng và giá bán là 1.150.000 các bác chị như vậy nhá. Và được tặng kèm cho các bạn chỉ là một mũi vít và một mũi bắn tôn nhá, để các bạn chỉ về là có sử dụng ngay luôn. Rồi bây giờ để xem cái hiệu quả công việc của con máy mà em nói nó như thế nào nhá, mình sẽ đi test thử, đi vào trực tiếp nó xem nó như thế nào. Giờ em thử bắn đinh gỗ nhá. Đây rất là khỏe luôn mọi người ạ. Cực kỳ khỏe luôn nha, những cái dòng mà yếu yếu nó sẽ ngắt mặt. Đó, những cái dòng mà yếu yếu ấy, mình bắn ở cái đinh mà dài như vậy nó sẽ ngắt mặt, nó dừng nha. Còn ở đây thì không, bắn thoải mái luôn các bạn chị ạ. Đấy, thích bắn bao nhiêu là bắn. Đó, nó lúng xuống tới dưới luôn này. Đó, các bạn chị thấy bắn vào và mở ra là rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Đây các bạn chị thấy không, một con máy như vậy chuyên vít, nhìn cái phần thân của nó này nó rất là gòn nha. Thiết kế bề ngang thì hơi mập tí nhưng mà nó rất là gòn, các bạn chị thấy không, được bọc su bên ngoài để chống trơn trượt luôn. Em cầm rất là chắc chắn nhá, để bắn một con vít rất là dài mà nó rút xuống cực kỳ sâu luôn, cực kỳ khỏe nha. Pin thì 6 ampere giờ, xài rất là ok luôn. Dòng này là chuyên vít cho nên là hỗ trợ cho những anh em mà sử dụng sửa xe máy hoặc bắn tôn, bắn vít hoặc mở bu lông cũng được luôn, xài rất là ok. Rồi được bảo hành 6 tháng và giá bán tại cửa hàng Máy Xiềng Minh Châu là 1.150.000. Các bạn chỉ ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của Máy Xiềng Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình nhé. Và các bạn chỉ đừng quên những đăng ký kênh và những chuông theo dõi để xem những video tiếp theo Minh Châu lên, phù hợp dòng nào thì ủng hộ Minh Châu nhá. Rồi video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây.